Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Game Hay Thế Giới. Thì hôm nay mình vừa mod ba nhân vật rất là đặc biệt. Đó chính là một bộ giáp của người sắt, một tên người ngoài hành tinh và một con người bị lai tạp bởi người ngoài hành tinh. Mình sẽ làm một cái câu chuyện xoay quanh việc một cậu bé nhỏ đã bị tên người ngoài hành tinh này lai tạp và huấn luyện trở thành sát thủ. Nhưng vô tình cậu ấy lại gặp lại cha ruột của mình và hai cha con đã chiến đấu với nhau. Thì cụ thể câu chuyện nó diễn ra như thế nào, mời các bạn đón xem sau đây. Có một cặp vợ chồng trẻ, họ rất yêu thương lẫn nhau. Sau một thời gian mới cưới thì cuối cùng người vợ cũng có thai. Để chiều người vợ thì người chồng chiều chiều đã đưa người vợ đi dạo trên bờ biển này để cô ta có được có thể thoải mái nhất và dễ dàng sinh em bé. Tuy nhiên, có một chuyện không hay đã ập đến với hai vợ chồng trẻ này. Ở đâu trên trời cao đã chợt có một chiếc đĩa bay rất là kỳ lạ. Nó dần dần đáp xuống bờ biển nơi mà hai vợ chồng kia đang đi dạo. Từ bên trong đã bước ra một tên quái vật người ngoài hành tinh. He, ta phải đi dạo một vòng. Wow, bên kia có một cô gái rất là xinh đẹp. Ta sẽ bắt cô ấy về làm vợ của ta. He. Và rồi, tên quái vật người ngoài hành tinh này cũng tiến gần cặp vợ chồng trẻ kia. Hắn lập tức bắt người vợ đi. Người chồng thấy vậy liền lập tức đuổi theo. Anh ta đã cầm cuội chạy. Vơi vơi, trời ơi, tên kia tại sao ngươi lại bắt vợ ta? Nhưng mà dường như mọi thứ đã quá xa vời. Khi anh chạy gần cái đĩa bay thì nó cũng đã cất cánh. Và rồi cái đĩa bay ấy đã cất cánh, bay cao dần cao dần cao dần. Thế là người chồng đã thật sự mất người vợ. Ông ấy đã đuổi theo nhưng dường như mọi thứ đều không thể xảy ra được. Thế là anh không thể tìm lại được vợ của mình. Anh rất là đau buồn. Vợ anh thậm chí còn đang mang thai. Anh chưa thấy được mặt mũi của con anh ra sao. Như hàng ngày anh cứ đi dọc ra bờ biển ra tìm lại nơi vợ anh bắt cóc để có thể tìm hy vọng nào đó, nhưng mà dường như mọi thứ cũng vô vọng. Càng vô vọng, anh càng không muốn sống nữa. Có những lúc anh muốn tự vẫn dưới cái bờ biển này. Nhưng mà anh nghĩ một ngày nào đó vợ anh trở về thì sao? Nên anh đã ráng cố gắng. Để cho không nhàm chán thì anh sẽ tạo ra những cái vũ khí, những cái điều gì đó tuyệt vời. Nhỡ tên quái vật kia đem vợ anh trở về thì anh có thể hạ được tên quái vật đó và cứu vợ của anh. Và thế là anh đã bắt tay vào một công cuộc chế tạo một loại vũ khí tuyệt vời để có thể chống lại người ngoài hành tinh. Anh cũng xin vào làm nhân viên của một cửa hàng bán vũ khí tại thành phố. Tại đây, anh làm việc rất là siêng năng để có thể kiếm tiền, đồng thời sử dụng những phụ tùng cơ bản để chế tạo thành vũ khí riêng của mình để có thể một ngày nào đó cứu lại vợ. Anh đã cố gắng làm rất là cận lực từ sáng cho tới tối. Anh đã cố gắng học hỏi, mày mò và tìm ra những vật liệu, những công thức để chế tạo những loại vũ khí. Nhưng mà dường như tất cả đều là vũ khí phổ thông để có thể tấn công con người mà thôi. Chưa có loại vũ khí nào mạnh mẽ đến mức ngăn chặn bọn người ngoài hành tinh cả. Suốt nhiều năm chờ đợi vợ của mình quay trở lại. Đồng thời, anh làm ở cái cửa hàng này chế tạo cái bộ vũ khí để chống lại người ngoài hành tinh. Thì sau nhiều năm như vậy, anh cũng đã thật sự già đi. Nhưng mà đổi lại tuổi thanh xuân,
thì anh đã chế tạo ra một loại vũ khí rất là tuyệt vời. Wow! Với tư duy rất là thông minh, anh nghĩ nếu mà chế tạo ra cây súng thì chỉ sát thương nhưng không thể bảo vệ khỏi những cái đòn tấn công của tên quái vật người ngoài hành tinh kia. Chỉ có thể chế tạo ra một bộ áo giáp bằng titan. Với bộ áo giáp này kết hợp thêm những vũ khí thì còn gì bằng. Quá tuyệt vời. Sau khi cái bộ áo giáp này hoàn chỉnh thì anh đã ngẫm nghĩ lại thời gian từ lúc vợ mình bị bắt cóc đến bây giờ cũng đã 15 năm rồi. Ôi, một thời gian quá dài. Trong lúc này, anh cũng đã thử mang bộ áo giáp này và đi ra biển để có thể ngóng tin tức của vợ mình thay vì đi bộ như mọi ngày. Rồi, sau đây, anh đã mặc cái bộ áo giáp này và tiến hành ra có thể vận hành được nó. Đi thôi, ra bờ biển chơi nào. Thì dường như sau 15 năm, nỗi đau ấy nó cũng đã hạ thấp xuống. Tức là nó không còn đau đớn nhiều nữa. Nhưng mà anh vẫn thương tiếc người vợ của mình. Còn cả người con chưa thành hình hài nhưng mà lại bị bắt như vậy. Mặc dù khả năng sống sót của vợ anh rất là thấp, nhưng anh vẫn mang một hy vọng là người vợ anh còn sống. Và trong lần đi kiểm tra thử cái bộ áo giáp này bay ra bờ biển thì anh đã vô tình gặp lại cố nhân, đó chính là người vợ anh. Nhưng mà người vợ anh này đã hoàn toàn khác. Anh đã thấy một tên quái vật giống người ngoài hành tinh nhưng lại rất giống con người đang bế vợ của mình. Vợ của mình dường như đã chút hơi thở cuối cùng. Sau đó tên quái vật này đã đặt vợ của mình lên bãi biển, nơi mà ngày xưa cô ấy đã bị bắt cóc. Còn tên quái vật cứ nhìn thẳng vào vợ của mình. Thấy vợ của mình đã qua đời thì nhân vật chính của chúng ta vô cùng đau khổ, sẵn bộ áo giáp này và nghĩ tên quái vật kia chính là thủ phạm, chắc là thuộc hạ của tên quái vật ngày xưa muốn bắt vợ mình. Nên anh đã tấn công tên quái vật này mà chưa kịp hỏi gì cả. Thấy bị tấn công thì tên quái vật nửa người ngoài hành tinh kia cũng đã quay lại để có thể trả đũa. Hai bên đã chiến đấu với nhau mà chẳng nói một lời nào. Nhưng mà sâu bên trong họ thật sự có một mối quan hệ rất đặc biệt. Các bạn thấy đẹp không? Mình thấy quá tuyệt vời luôn rồi. Quá đẹp. Quá ấm ức trong lòng, chờ đợi suốt 15 năm trời. Thấy vợ của mình chết thì không thể nào chấp nhận được. Nên anh đã quyết tâm hạ tên quái vật này cho bằng được. Tên quái vật này cũng chẳng hề thua kém gì. Hắn có sức mạnh và khả năng tốc độ rất là cao. Trời ơi, nó xây sinh tố mình kìa. Và rồi, dường như cái bộ áo giáp suốt 15 năm nghiên cứu cũng đã thành công. Với sức mạnh của bộ áo giáp này, có thể hạ được tên người ngoài hành tinh kỳ lạ này. Dường như hắn vẫn còn sống và hắn đã nói với nhân vật chính của chúng ta là: hỡi con người kia, ngươi hãy đem ta đến với gần mẹ của ta đi. Ta chấp nhận ngươi sẽ giết ta cũng được, nhưng mà ta thương mẹ ta lắm. Thì nhân vật chính của chúng ta mới nói: tại sao, mẹ ngươi là ai?
cái tên nửa người ngoài hành tinh này mới nói mẹ hắn chính là cái người mà hồi nãy hắn đã bỏ xuống đó, tức chính là vợ của nhân vật chính. Thì nhân vật chính mới bất ngờ, mới hỏi rõ ràng ra, thì cái tên người nửa ngoài hành tinh này hắn mới kể tất cả câu chuyện. Thì ra mẹ của hắn đã mang hắn trong bụng từ nhỏ, lúc mà chưa thành hình hài, bị một người ngoài hành tinh bắt đi. Sau khi đẻ hắn ra thì cái người ngoài hành tinh đó thấy hắn là một con người nên đã tiêm và chích một loại thuốc rất đặc biệt khiến hắn trở thành màu da xanh như thế này, tức là trở thành nửa người ngoài hành tinh, nửa con người bình thường. Sau khi nghe hết toàn bộ câu chuyện thì nhân vật chính mới tá hỏa tâm hồn ra, thì ra đây chính là con trai của mình. Trời ơi, tôi lại tấn công con trai của mình hay sao? Nhưng mà dường như cậu con trai này vẫn chưa bị thương nặng lắm. Sau đó ông ấy đã chăm sóc và dìu cậu con trai này đứng dậy. Sau một hồi hô hấp nhân tạo thì cuối cùng hai cha con cũng đã được đoàn tụ, người con trai cũng đã khỏe lại. Và rồi hai cha con lại tiến gần tới cái xác của người mẹ hoặc là người vợ của nhân vật kính để có thể chôn cắt bãi đàng hoàng. Hai cha con vừa đi cũng vừa nói chuyện với nhau. Người con cũng đã kể hết toàn bộ câu chuyện sau khi người mẹ đã lên cái tàu USO đó, thì người mẹ đã bị ép, bị đánh để có thể làm vợ tên quái vật người ngoài hành tinh kia. Nhưng mà bà ấy vẫn giữ chinh tiết, bà ấy không cho hắn đụng vào người. Còn cậu thì luôn bị hành hạ, luôn phải làm thuộc hạ tấn công nghe theo lời của cái tên quái vật đó. Với mẹ của cậu hàng ngày phải chịu áp lực, riết bà không còn sức khỏe nữa nên bà đã mất sớm. Việc xuất hiện ở trái đất ngày hôm nay là do cậu đã ẵm mẹ cậu lén trốn xuống, bởi vì bà muốn chết tại nơi mà bà và chồng bà đã nhìn thấy lần cuối cùng. Và rồi sau khi hai cha con đã chôn người mẹ đi, thì người cha đã hợp nhất, thống nhất với người con sẽ đi trả thù cho người mẹ, tấn công và tiêu diệt tên người ngoài hành tinh kia. Dưới sự dẫn đường của người con thì hai người cũng đã bắt đầu lên đường. Hai cha con, người thì bay, người thì chạy với tốc độ cao để có thể đi tìm. Và cuối cùng tên quái vật đó một lần nữa hắn lại xuất hiện ở trái đất với mục đích là đi tìm và bắt cậu con trai của nhân vật chính, vì đã dám phản bội hắn, đưa xác người con gái mà hắn thích quay trở về trái đất. Kia, đĩa bay vẫn đang ở đây, nhưng mà hắn đâu rồi? Thì đột nhiên tên quái vật đó đã xuất hiện và tấn công hai cha con luôn. Ôi, kìa kìa các bạn ơi. Wow. Trời ơi, cố lên hai cha con ơi. Nãy giờ mình nói cũng nhiều rồi, bây giờ mình sẽ mở một tí nhạc cho các bạn nghe nhé.
Cuối cùng thì hai cha con cũng hạ được tên quái vật người ngoài hành tinh này rồi. Hắn ráng phải như vậy. Rồi, video của mình đến đây là kết thúc. Các bạn hãy ủng hộ kênh của mình bằng cách nhấn đăng ký nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.